Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Taigo. Khi mà rửa xe ấy thì có khăn lau rửa xe. Rửa xe xong rồi thì có khăn chuyên dụng để lau kính, rồi là khăn lau nóc xe. Bên trong nội thất thì có khăn chuyên dụng để lau nội thất. Vậy thì có một cái chi tiết đó là phần thân xe này, thì mình sẽ sử dụng cái khăn nào để lau khô thân xe? Thì đây chính là cái khăn lau chuyên dụng để mà lau khô thân xe. Một cái sản phẩm mà cũng được rất là nhiều khách hàng của Taigo ưa chuộng. Thì trong cái video lần này tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái khăn lau khô thân xe này. Cái đặc điểm đầu tiên của cái khăn lau khô thân xe ô tô này đó là nó được làm từ sợi microfiber. Chính vì vậy mà nó có khả năng thấm nước rất là hiệu quả, không bị xù lông, không bị đổ màu trong quá trình sử dụng. Cái đặc điểm thứ hai đó là cái bề mặt của nó này các bạn này, nó rất là mịn. Chính vì vậy mà khi mà lau khô thân xe này, nó không để lại những cái vết chảy xước trên bề mặt sơn xe. Cái đặc điểm thứ ba đó là về cái kích thước của nó, thì chiều rộng của nó là 35 cm và cái chiều dài của nó là 70 cm. Một cái kích thước rất là vừa phải, không quá lớn và cũng không quá nhỏ. Chính vì vậy mà khi thao tác để mà lau khô thân xe thì rất là dễ dàng. Cái thứ tư nó đến từ cái bề mặt của cái khăn lau này các bạn này, thì nó được dệt rất là dày. Chính vì vậy mà ngoài cái khả năng thấm nước và hút nước ấy, thì nó còn có cái tác dụng đó là có thể tẩy rửa những cái chất bẩn bám trên cái bề mặt sơn xe này một cách dễ dàng. Phần tiếp theo tôi xin lưu ý với các bạn về một số những cái đặc điểm mà các bạn cần chú ý để mà sử dụng cái khăn này được bền và hiệu quả. Cái thứ nhất ấy, đó là sau khi mà sử dụng xong các bạn giặt thì không nên sử dụng các cái loại dung dịch với cái độ tẩy rửa quá cao, mà chỉ dùng những cái loại dung dịch tẩy rửa với cái độ pH bằng 7 để nâng cao được cái tuổi thọ của cái khăn này. Và cái thứ hai đó là các bạn không nên phơi dưới ánh nắng mặt trời, mà chỉ nên phơi dưới bóng râm và không được hấp hay sấy những cái khăn như thế này. Thì vừa rồi tôi đã giới thiệu với các bạn về cái khăn lau khô thân xe ô tô này. Một cái sản phẩm rất là chuyên dụng để có thể lau khô với cái bề mặt thân xe sau khi mà rửa. Các bạn khi xem video, nếu như còn những vấn đề gì thắc mắc, có thể gọi điện hoặc nhắn Zalo cho số hotline ở phía trên màn hình.
hoặc các bạn cũng có thể comment câu hỏi của mình cùng với số điện thoại xuống dưới video mà các bạn đang theo dõi để nhân viên của chúng tôi sẽ gọi điện lại tư vấn miễn phí cho các bạn. Các bạn khi xem video nếu như thấy hay về UX hãy nhớ like và đừng quên đăng ký kênh của Tahiko để có thể theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.